Chào các bác, cô chú anh chị em, các bác thân mến nha. Đấy thì lâu lắm thì mới bận việc lại ốm đau thì nay mới lại quay cái video. Thì nhà đang rất là nhiều cây. Chắc có vừa rồi cái cây mấy hôm thì cũng vào được tầm hơn chục cây mới thì chưa quay phim được. Thì hôm nay quay đầu giờ một cái cây hoa cho nó rực rỡ các bạn. Cây trang, bông trang miền Nam, trang đỏ, nó rất là hay. Thì thực tế mà nói là nó là một cái cây hoa rất là rực rỡ và cũng có chân vệ rất là hay đấy. Đấy các bạn, thì anh sẽ quay chi tiết cái hoa nhé. Đấy, và chơi thêm một cái đó hoa rất là vui. Nhiều khi trong nhà cũng như vậy. Và cũng muốn khoe bác cái cây tường vi này nữa. Tường vi nhé, tường vi rất là khủng. Thì video này sẽ làm về hai cây hoa này, cây hoa trang và cây tường vi, vừa hoa vừa bonsai bác nhé. Còn xanh điền đĩa các thứ rất là nhiều đây, thì quay từ từng cây một. Thì cái cây trang này như thế này, nó lùm lùm cao, nếu mà từ mặt chậu cho đến gốc nó tầm 25 phân. Đấy, còn có cái chậu thì nó cũng khá là được, nó từ chậu cho đến cây nó cũng khá là hài hòa rồi các bạn. Để chơi một cái cây hoa như thế này thì cũng không cần gì nữa. Hoa dập trời các bác nhé, hoa dập trời. Phía này nó đang ra hoa tiếp các bạn, đang ra hoa. Đây, ngủ đây. Bông trang này thì nó ra rất là rực rỡ, nó không như là cái đơn miền Bắc thì nó tất nhiên nó cũng nhiều hoa nhưng nó không được dày chi chít như này. Vậy bản chất là cái dăm với lại cái mầm của nó cũng ít hơn, mà cái này thì rất là nhiều, phun lên rất là nhiều. Đấy. Đấy. Một cây 2 tân mà hơi siêu một chút, hơi siêu ở phía này một chút. Hai thân và có bệ rất khá là đẹp, bệ khá là đẹp không? Bệ rất là hay, mặc dù cây bé thôi. Bệ này thì bệ lùa cái ống kính vào cái bệ nào các bạn. Đây các bạn này, nó khá là rậm rạp cho nên là khó quay. Đây, tối quá nó rậm rạp. Đây, cơ bản là bệ rễ của nó đây. Rễ trải đều 24 giờ. Đây đều 24 giờ. Đấy. Tối quá chắc không lấy nét kịp. Đây, 2 thân này. Hơi siêu một chút. Đây các bạn. Đấy, lấy nét lại chút. Nó tối quá bởi nó rậm rạp quá. Đấy. Dập trời chưa? Hoa dập trời chưa các bác? Mẫu đơn. Ngày xưa các bác có không biết là quê có hay dứt những cái này ra hút cái mật ở trong không? Ở quê hay trẻ trâu thời trẻ con là hay là bọn tôi hay ăn cái gì? Rút cái này, rút những cái hoa này ra xong rồi mút cái đầu cánh nó có mật ngọt. Đấy. Thì về cây bông trang đúng không? Thì đến cây tường vi. Còn cốt tường vi rất là khủng. Cốt tường vi rất khủng. Đây các bạn nhìn vì sao mà khủng đây. Rất ôi à, nặng lắm. Đấy.
gớm mặt chưa, gớm mặt chưa các bác? Đầu tiên nhá, trên một cái nền chậu sứ, chậu sứ và bệ của nó đây. Bác chủ cũ là bác Dũng Khùng ấy thì cũng đã đục sơ sơ nó một chút rồi. Để muốn khoét cái chỗ rễ này đi tí thôi cũng chả cần thiết lắm. Đây, cái đấy này nó hơi thô tí thì không sợ. Cứ làm dần dần. Về cơ bản nó một cốt tường vi khá là hiếm. Khá là hiếm. Đấy, chân quỳ rất là vững chãi. Chân quỳ rất là vững chãi và những cái đường truyền này nó cũng khá là êm. Không bị đơ một đoạn như này xong cắt ngang thì nó sẽ rất là xấu. Một cái đường quyền con có đường truyền rất là hay. Đấy, và đế thì 24 giờ rồi. 24 giờ rất tự nhiên chứ không phải là đế xeo kiểu sắp xếp sự gì cả. Đấy. To. Hai găng tay. Tất nhiên phải là bốn găng tay thì mới xuống hết được cái đường chu vi của bồi gốc này. Đấy. Có sâu gió. Có sâu gió. Thì nó cũng chỉ cao tầm, nếu mà hoàn thiện chắc chỉ cao tầm 30 phân thôi. Từ mặt chậu lên khoảng 30 phân. Và đây là đang muốn nuôi một cái thay ở đây. Trước mắt là sẽ nuôi ở đây để cho nó u biếu ở đây. Còn sau dùng hay không thì là vấn đề khác. Đây cũng thế. Còn hiện tại là đang làm đang có hai tay một ngọn đây rồi. Và chắc thì làm lùn như này thôi chứ không làm nhiều tán, nhưng mà dược già lắm, bởi vì chơi cái cốt cán này thì không cần nhiều, nó lại cao lên. Ví dụ chơi ngũ phúc thì lại hơi cao đấy, chơi ngũ phúc thì hơi cao. Cái mùa tường vi mùa này thì nó gần như nó tạm dừng phát triển các bạn, nó sẽ rất là chậm. Nhưng mà vào cái mùa hè ấy, mùa cách đây mấy tháng ấy, thì cắt là nó lên chóng mặt luôn, nhìn hôm trước hôm sau nhìn khác ngay. Đấy, lên tùm mà rất là to, rất là nhanh. Tường vi nó làm nó cũng nhanh, nó không lâu như xanh xi đâu, yên tâm. Để em nhấc cái con này ra ngoài tí đây để quay nhìn cho nó rõ lắm. Ở đây hơi vướng, khá là nặng. Đây, vừa dẫn nhấc ra cái chỗ rộng tí để các bác xem. Từ trên xuống các bác xem. Rất gớm mặt luôn. Tường vi to thì cũng nhiều đấy, nhưng mà để cái độ quái mà lại lùn rụt như này thì không có đâu, gần như không có. Chân quỳ các bác nhìn tưởng tượng cái chân quỳ như là với cái bới này, cái củ nó này, và những cái chân quỳ theo kiểu hình móng rồng ấy, nó quặp vào nhìn rất là phê, rất là khỏe mạnh, như một con kỳ lân các bác. Như kỳ lân, cái con kỳ lân trong truyền thuyết ấy, người nó rất là sần sùi, rất là vững chãi. Nó quỳ ở đây. Đấy, có cái móng chân của nó. Đấy. Đầu tiên là chân vệ nha các bạn nhé. Vừa nãy mới quay được mặt này tí thôi. Sang mặt cái này. Mặt nào cũng đẹp các bạn. Mặt nào cũng đẹp. Mặt nào cũng đẹp cả. Đấy. Mặt nào cũng đẹp cả. Mặt này là mặt sau, không phải mặt chính đâu, nhưng mà đế điếc cũng rất là ngon lành, không chê được cái chỗ nào cả. Ngon lành ở cái chỗ nhìn rất tự nhiên luôn, chứ không phải là đấy, là cái mặt này. Lấy nét này. Đấy. Này. Còn nhìn từ trên xuống thôi nhé. Nhìn từ trên xuống nhé. Đấy. Vì con này nó sẽ như này. Đây cái mặt chính để nói cho nó dễ. Đấy. Thì con này sẽ
sẽ nuôi cái những cái tay này, sẽ nuôi thật to bằng ít nhất khoảng bằng ngón tay này. Ngón tay tôi này thì mình phải cắt giật chứ không vào dây, chơi cắt giật hoàn toàn. Sau lợi thế của chơi cắt giật là sau cây nó sẽ rất côn rụt, rất rụt mà rất ngắn, những cái màu, cái tầm màu lại cắt giật một phát nhìn rất là thích đấy. Thì sau bonsai là những cây lùn thì nó sẽ đẹp vô cùng, tay nó sumo cứ ngắn màu này nó lại cứ rụt một phát, lại giật một phát thì rất là sướng đấy. Tất nhiên là trả giá bằng cái thời gian các bạn, chứ không phải vào dây thì là nhanh thì chơi, mà các bác liệu đi chợ hoặc là thương mại thì nên làm vào dây, bởi vì là đơn giản là cây vào form hơn rồi thì nó dễ bán hơn. Còn cái điều mà các bác nào về làm sau thợ tiếp thì không nói, thực tế mà khách hàng, cái thị trường khách hàng thì nó rất nhiều thể loại chứ không phải là ai phải là thợ. Người ta chỉ, đôi khi người ta chỉ nhìn thấy thích và cảm thấy nó ưng mắt, có tay tán rồi là người ta mua. Chứ thợ thì nhiều khi không cần như vậy, thợ thì chỉ cần cái cốt thôi đó. Nhưng có phải ai cũng bán được cho thợ đâu, mà bán cho thợ thì giá thì cũng khó hơn là bán cho khách qua đường đấy các bạn. Thế còn mà anh em mình mà chơi sâu thì cứ phải thả sổ to, chấp nhận thời gian nhé. Chơi cây là phải kiên nhẫn, to ngón tay này mới cắt giật một phát, tầm hai đốt ngón tay là cắt giật một phát để giật tạo một cái đường chuyển, một cái sự chùn rụt cho cái cây tương lai. Tất nhiên trả giá gấp rất nhiều lần thời gian đấy. Thì đây là cây tường vi rất là quý, cây tường vi rất quý nhưng mà đây này, hàng hậu có thứ, hàng hố có thứ xẹo xước ở đây nó cũng đã bắt đầu ngậm nước rồi này. Cây này cũng bắt chỗ này bắt đầu ngậm xẹo này đấy. Tường vi khá là nhanh nha các bạn, mặc dù thân gỗ ấy, cắt xẹo rất to nhưng nó ngậm khá là nhanh. Tường vi nó rất hay ở chỗ này, tường vi đấy, nó không như ổi lại lâu hơn nhé, ổi lâu hơn rất nhiều luôn đấy. Tường vi và cứ cắt đến mùa hè những cái tay này nó to nhanh vô cùng. Bây giờ là đang gần như là mùa đông rồi, tường vi gần như mùa đông rồi đấy. Thì hôm nay khoe các bạn đây, cốt tường vi này siêu khủng, gọi là cốt tường vi siêu khủng đấy. Là chính cái bệ này to lắm đấy nhá, to vô cùng to đấy nhá. Một mình tôi bê là nặng lắm đấy. Trên chậu rồi. Đấy, cái thứ hai là cái cây bông trang này, bông trang để chơi trong nhà, chơi cũng khá là vui, khá là vui. Như nói hơi nhiều lan man nhưng mà chia sẻ với các bác một số đôi điều như thế, nhiều khi là cũng không hẳn là vì một cái cây để quay lên, mà vì muốn cũng muốn nói chuyện với các bác đôi điều, các bác mà luôn theo dõi kênh của em nha các bác. Xin chào, cảm ơn các bác nhé.